Cô chào các con, hôm nay chúng ta lại gặp nhau ở môn giáo dục thể chất. Và chủ đề tiếp theo là chủ đề bài tập thể dục. Hôm nay chúng ta sẽ tập luyện hai động tác, đó là động tác chân và động tác vận mình. Các con cùng với cô tập luyện nhé. Trước khi tập luyện, chúng ta sẽ làm gì nào? Chúng ta sẽ khởi động, và bài khởi động quen thuộc đó là bài khởi động theo nhạc. Con cào cào. Bài khởi động này các con cùng với cô kết hợp với bài nhạc con cào cào nhé. Chúng ta bắt đầu nào. Chúng ta nghe nhạc dạo, hai tay chống không chuẩn bị. Động tác đầu tiên đó là động tác nhún chân. Chân trái chuẩn bị nào. Bắt đầu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8. Con chào chào có cái cánh xanh xanh, nó bay rất nhanh từ lưng cây sang bụi cỏ. Con chào chào rất thích thể thao, trời mới bay nhanh mới nhảy rất cao. Hôm nay chúng ta sẽ tập hai động tác tiếp theo của bài tập thể dục. Động tác thứ ba, động tác chân, và động tác thứ tư, động tác vặn mình. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Cô mời các con xem tranh của động tác chân. Ở động tác chân chúng ta cũng có 8 nhịp, nhưng khi tập luyện các con phải tập 2 lần 8 nhịp. Nhịp hô của động tác chân rõ ràng, dứt khoát. Các con chú ý nghe cô đếm nhịp của động tác chân. Động tác chân 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lần 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, chúng ta kết thúc động tác chân. Sau đây các con hãy chú ý nghe cô phân tích từng nhịp của động tác chân. Đầu tiên, tư thế chuẩn bị, đứng nghiêm. Nhịp 1, hai tay chống hông, đồng thời kiểng gót hai chân. Nhịp 2, hạ gót chân, chạm đất, khuỷu gối, thân trên thẳng, đồng thời vỗ hai bàn tay vào nhau trước ngực. Nhịp 3, trở về tư thế nhịp 1. Nhịp 4, về tư thế chuẩn bị. Nhịp 5, 6, 7, 8 thực hiện giống nhịp 1, 2, 3, 4. Và các con sẽ xem clip và thực hiện theo nhé. Động tác chân. Nhịp 1, hai tay chống hông, đồng thời kiển gót hai chân. Nhịp 2, hạ gót hai chân, khuỵu hai gối, vỗ hai tay trước ngực.
Nhịp 3, trở về tư thế như nhịp 1. Nhịp 4, về tư thế chuẩn bị. 5, 6, 7, 8. Chúng ta cùng thực hiện lại động tác chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta sang động tác vặn mình. Cô mời các con xem tranh của động tác vặn mình. Ở động tác vặn mình chúng ta cũng có 8 nhịp. Nhưng chúng ta chú ý khi tập luyện các con phải tập 2 lần 8 nhịp. Nhịp hô của động tác vặn mình rõ ràng, dứt khoát. Sau đây các con hãy nghe cô đếm nhịp của động tác vặn mình. Động tác vặn mình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lần 2. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, chúng ta kết thúc động tác vặn mình. Sau đây các con hãy chú ý nghe cô phân tích từng nhịp của động tác vặn mình. Đầu tiên, tư thế chuẩn bị là đứng nghiêm. Nhịp 1, bước chân trái sang ngang rộng bằng vai, đồng thời hai tay dang ngang, lòng bàn tay sắp. Nhịp 2, vặn mình sang trái, tay phải đưa sang trái, vỗ vào bàn tay trái, hai bàn chân giữ nguyên. Nhịp 3, trở về tư thế như nhịp 1. Nhịp 4, trở về tư thế chuẩn bị là đứng nghiêm. Nhịp 5, 6, 7, 8 thực hiện giống nhịp 1, 2, 3, 4. Nhưng ở nhịp 5, bước chân phải sang ngang. Và ở nhịp 6, vặn mình sang phải, vỗ bàn tay trái vào bàn tay phải. Sau đây các con sẽ xem clip và thực hiện. Và nhớ, chúng ta sẽ thực hiện động tác vặn mình 2 lần 8 nhịp giống như nhịp đếm của cô. Động tác vặn mình. Nhịp 1, bước chân trái sang ngang, hai tay dang ngang, bàn tay sắp. Nhịp 2, vặn mình sang trái, tay trái vỗ vào tay phải. Nhịp 3, trở về tư thế như nhịp 1. Nhịp 4, về tư thế chuẩn bị. 5, 6, 7, 8. Chúng ta cùng thực hiện lại động tác vặn mình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vừa rồi chúng ta đã tập luyện hai động tác chân và động tác vặn mình. Các con hãy xem lợi ích khi tập động tác chân là gì? Đó là giúp đôi chân của mình chắc khỏe hơn. Và chúng ta có thể tập động tác chân, động tác vặn mình tại nhà, tại công viên, sân trường hoặc là sân vận động. Cô chúc các con tập luyện thật đúng, thật chính xác hai động tác này để sức khỏe của chúng ta càng ngày càng thêm khỏe các con nhé. Bây giờ chúng ta sang phần trò chơi vận động. Trò chơi ngày hôm nay cô muốn giới thiệu đó là trò chơi nhảy bật. Đầu tiên chúng ta sẽ chuẩn bị vẽ cho cô những đôi bàn chân xinh xắn như thế này. Các con hãy tùy sức sáng tạo vẽ nên những đôi bàn chân thật là vui nhộn theo ý thích của mình. Và chúng ta có thể đặt bàn chân gần nhau hoặc dang ra tùy theo ý thích. Nhưng chúng ta chú ý hãy đặt những bàn chân này vừa sức bật của mình để chúng ta bật không bị sai. Chúng ta có thể chơi trò chơi này nhiều lần để giúp cho đôi chân mình chắc khỏe hơn. Bây giờ cô mời các con xem clip để chúng ta thực hiện trò chơi.
Giờ học của chúng ta đã kết thúc rồi. Cô mong các con rèn luyện tập cho cô 4 động tác cô đã dạy. Và chơi trò chơi thật là vui để chúng ta có một sức khỏe thật tốt. Cô chào và hẹn gặp lại.